hãy buông bỏ tha thứ cho cô ấy, rồi chúng ta cùng nói chuyện. Muốn giúp cô ấy. Cô là ai? Sao lại giúp cô ấy? Là cô Lát Sami. Là vì cô Lát Sami, cô ở cùng với cô ấy, rồi cô giúp được gì cho cổ? Sẵn sàng chưa? Nói chuyện nhé. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? 43. 43. Được rồi, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Cô có thể bắt đầu kể lại câu chuyện. Khi cô bị một vị nào đó nhập vào. Bị nhập đúng không? Bị như thế nào? Mẹ tôi hay kêu người về bấm huyệt tại nhà. Người đó cũng biết có thể giao tiếp. Và thường xuyên lên đồng. Họ nói như vậy. Khi mỗi lần đến họ nói, kêu cảm giác gì không, có người muốn đến ở cùng đó. Họ muốn được lễ, để vào đàng hoàng đó. Họ nói như vậy, lúc ban đầu cũng không tin. Không tin nhưng, cứ khi nào người đó đến để bấm huyệt cho mẹ, thì tôi cứ đau đầu dữ dội, cho nên nghe theo. Người đó là người lên đồng? Vâng. Là thầy đồng? Vâng. Rồi sau đó, ông ấy dẫn đi, đi gặp một vị thầy khác, là sư phụ của người bấm huyệt đó. Khi bước vào nhà vị thầy đó thì cơn đau lại càng dữ dội. Vị thầy đó bảo là không sao cả, tôi sẽ giúp cho hết. Cô đến đúng nơi rồi, để thầy giúp. Vậy thầy đã làm gì cô? Lần đầu đến thì cho nước thánh và một ít bột phép để bôi. Có tốt hơn không? Tốt. Hết luôn? Tốt hơn. Rồi ông ấy bảo là cô đi tìm vị nào, vị mà muốn đến ở với cô đó. Rồi tôi đi đến một số ngôi chùa ở Bangkok, tôi cũng không nhớ nữa, lâu lắm rồi. Ông ấy nói là cứ đi tìm đúng nơi sẽ biết là vị nào muốn ở với cô, nói với tôi như vậy. Vị cô nào mà mình cảm thấy động lòng và đập vào mắt mình, bản thân sẽ cảm nhận được là vị cô thầy nào. Tôi cứ đi, đi hết chỗ này tới chỗ khác, tới ngôi chùa thứ tư thì gặp một cửa hàng, thì tự tôi nói đây rồi. Tôi vừa nhìn thấy thì đã biết là như có người nói là vị cô này nhé. Vị cô nào? Cô Lát Sami. Cô Lát Sami. Vâng. Đúng như vị thầy nói. Tôi nghĩ là vị cô này sẽ bảo vệ và giúp mang đến nhiều tài lộc, may mắn. Nên tôi tin và thỉnh cô về. Làm lễ thỉnh về, dâng hương và thiện nguyện. Giống như khi mọi người làm lễ, thầy sư dùng nước thánh để làm phép tẩy uế. Và ngày đầu tháng, ngày đầu tháng và rằm thì cúng rất là nhiều bánh kẹo, hoa quả, sữa và nhiều thứ khác, và cả trang phục nữa. Mặc trang phục cho vị cô và ngồi đọc kinh cho vị cô, thu âm bài kinh đó lại, sau đó thì phát lại mỗi lần ngồi thiền nguyện. Ngồi thiền nguyện mỗi ngày. Rồi như thế nào nữa? Kinh doanh tốt hơn, buôn bán được lắm. Cô bán cái gì? Bán đồ liên quan tới quần áo thời trang, từ kaki, vải kaki. Bán tốt không? Tốt à. Khách hàng đặt nhiều đến nỗi hết đồ để bán. Bình thường cô bán được như thế nào? Doanh thu một tuần bao nhiêu? Bình thường chỉ bán được tầm hơn 10 triệu đến 30 triệu một tuần. Nhưng sau đó thì bán được hơn tầm 200 đến 300 triệu trong vòng một tuần. Doanh thu thì một tháng tầm 2 tỷ đồng. Tiền lời là bao nhiêu? Tiền lời thì được khoảng 1 tỷ. Có để dành lại không? Nhiều quá. Có để dành. Số tiền cô để dành nhiều nhất được bao nhiêu? Lúc bán buôn tốt nhất, tôi để dành được hơn 10 tỷ đồng.
dùng tiền mua nhà, mua đất, mua xe đủ cả. Mua đất, nhà, xe. Sau khi thỉnh vị cô này về thì mọi chuyện tốt hơn phải không? Đúng vậy, cảm giác được là mọi chuyện tốt lên. Bình thường đã tốt, giờ tốt cả ngàn lần. Nó giống như trúng số đổi đời vậy hả? Đúng vậy. Vậy mọi chuyện thay đổi từ khi nào? Từ khi mà tôi gửi hàng cho khách. Khách cứ lần lượt nợ, từ đơn hàng này qua đơn khác. Tiền hàng mà khách nợ cứ ngày càng nhiều. Đến một lúc tôi gánh số nợ tiền hàng đó không đổi nữa. Để giữ mối nên tôi tiếp tục gửi hàng cho khách. Họ cứ nợ, hàng thì hết mà không ai trả tiền, trong khi lãi ngân hàng đến hạn. Như vậy đó. Vì vậy tôi phải bán nhà, bán đất, bán xe. Cứ như vậy mọi thứ đều mất hết. Từ khi thỉnh vị cô về thì mọi chuyện tốt lên trong vòng bao nhiêu năm? 6 năm. Vậy khi mọi chuyện đi xuống vẫn còn vị cô đó không? Vẫn còn. Nhưng lúc đó tôi không còn chăm chút như trước, không còn trông nom như trước nữa. Nhiều ngày làm việc mệt mỏi, xong xuôi chỉ muốn đi nghỉ ngơi. Tôi chỉ đọc một đoạn kinh ngắn rồi đi ngủ thôi. Vậy là mọi việc đi xuống là vì cô nghỉ. Cô không trông coi, không chăm sóc cho vị cô đó phải không? Đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ gì. Sau này nghĩ lại thì thấy mọi việc đi xuống, càng ngày càng đi xuống. Lúc đó tôi nghĩ là không biết tại sao vị cô này không giúp mình nữa, nên bỗng nghĩ chắc do mình không chăm sóc cho vị cô này nên cô bỏ đi. Kiểu như là giận hờn. Đúng vậy. Giận hờn vu vơ ấy à? Đúng vậy. Tôi tóm lại thế này, khi mới thỉnh về thì cô chăm chút rất là kỹ. Khi mọi việc tốt lên, cô làm việc nhiều hơn, mệt nên không còn chăm cho vị cô thường xuyên. Rồi khi mọi việc đi xuống thì quay lại chăm chút kỹ hơn, nhưng mọi việc không còn như cũ nữa. Đúng vậy. Làm việc mệt nên quên. Khi đó tôi vẫn thường xuyên làm lễ và từ thiện, nhưng không có thiện nguyện hay làm mọi thứ như trước nữa. Không coi trọng làm lễ như trước. Không làm lễ như trước nữa. Lúc đó mẹ hỏi sao không lễ như trước, không quan tâm nữa. Làm việc mệt nên chỉ muốn nghỉ ngơi. Từ một việc khi buôn bán tốt hơn, cô Kê đã không còn để tâm đến vị cô Lát Sa Mi. Sau đó tôi đi xem bói thì gặp một vị thầy. Thầy bói của là Phật Linh Thiên dùng để cúng bái, khi thỉnh về thì không chăm chú. Bây giờ nó đã trở thành tà vật. Rồi thầy nói là nếu mình không còn thờ cúng nữa thì tốt nhất là hãy đem đi đốt. Họ nói vậy. Nói vậy. Lúc đầu cô chăm sóc tốt thì vị cô giúp, còn khó khăn thì không giúp phải không? Tại sao cô lại đốt vị cô này? Tôi cứ nghĩ. Có nghĩ về lúc đầu? Có. Có nghĩ về lúc đầu khi cô mới thỉnh về không? Kiểu lúc đó tôi cứ nghĩ là sao vị cô lại cứng đầu quá vậy, nên nghĩ nếu không giúp thì tôi cũng không cần thờ cúng nữa. Gom tất cả đốt. Tôi thắp hương, mời vị cô ra khỏi nhà và đốt cả. Đốt toàn bộ áo choàng, trang phục, kiệu vòng, tất cả mọi thứ đốt hết, không còn giữ cái gì cả. Sau khi đốt xong thì mọi việc lại trở nên càng tồi tệ. Đến thời điểm này làm cái gì cũng không được cả. Cứ mở gì ra là đổ bể hết. Tất cả tài sản dành dụm tôi đã bán cả rồi. Bán nhà. Tôi có hai căn nhà thì đã bán một căn rồi. Bán nhà. Bán xe. Lần lượt. Lần lượt mọi thứ. Bán cả đất đai từng mua để tích góp. Từng mảnh một, từng mảnh một. Tiền như vậy cứ mất dần 300 đến 500 triệu, có lần cả tỷ bạc. Nhưng số nợ nần cũng không giảm. Thế bây giờ cô đang làm gì? Vẫn buôn bán vậy. Vẫn bán đồ kaki đó. Mọi việc có tốt hơn không? Tôi góp vốn với một người em. Tôi góp vốn nhiều lắm, nhưng lời lãi vẫn không bao nhiêu. Nếu quay lại được thời gian thì cô có làm như vậy không? Cô vẫn thỉnh và thờ cúng vị cô Lát Sa Mi này không? Hỏi là nếu được lựa chọn thì tôi sẽ làm tốt hơn. Sẽ không phải đốt vị cô Lát Sa Mi này phải không?
Cô có nghĩ vấn đề liên quan đến vị cô này, cuộc sống cô trở nên tồi tệ, có nghĩ là liên quan không? Tôi nghĩ có liên quan. Cảm giác, mỗi khi nhắc đến vị cô này, thì cảm giác là xiết núi, cứ vương vấn mãi ở trong lòng. Có nghĩ vị cô này vẫn còn theo mình không? Vẫn hay nghĩ cô có đang còn ở đây không, khi đọc kinh Phật hay ngồi thiền. Giống như là tôi thấy vị cô này hiện về. Tôi cứ nói là, chắc lại hoa mắt hay nhìn nhầm, đại loại vậy. Kiểu như thế đó. Cô có thể cho mọi người xem ảnh của vị cô này không? Cô có mang ảnh của vị cô Lát Sa Mi theo phải không? Hình vị cô Lát Sa Mi. Thử nhìn xem có phải vị cô này không? Cảm giác như thế nào? Đây là những gì xảy ra trực tiếp ở trường quay. Khi nhìn thấy hình vị cô Lát Sa Mi thì có những hành động không thể kiềm chế bản thân, nhà ngoại cảm của chúng ta sẽ xuất hiện. Hãy buông bỏ tha thứ cho cô ấy, rồi chúng ta cùng nói chuyện. Muốn giúp cô ấy. Cô là ai? Sao lại giúp cô ấy? Là cô Lát Sa Mi. Là vị cô Lát Sa Mi. Cô ở cùng với cô ấy. Rồi cô giúp được gì cho cổ? Cho cô ấy giàu có đó. Nhưng không biết tại sao cô ấy lại không muốn. Nếu là cô Lát Sa Mi thật, thì tại sao lại không biết lý do cô ấy không muốn giàu? Nó làm sai mọi chuyện. Những thứ tôi cho nó. Nếu cô Lát Sa Mi là người bề trên, thì họ có làm sai gì hay không cúng bái, thì cô là người bề trên phải luôn thông cảm và phù hộ cho cô ấy. Cô Kê đã làm gì không vừa lòng với cô? Khi nó giàu có rồi, nó không thờ cúng đầy đủ. Khi tôi khuyên răng, cũng cứng đầu không nghe theo. Nhiều người hiện tại cũng thờ cúng cô Lát Sa Mi. Tôi là bề trên của nó. Nhưng cô không phù hộ mọi người phải không? Chỉ giúp mỗi cô Kê này thôi sao? Bởi vì nó phải trả nghiệp cho tôi. Có nghiệp gì? Lớn như thế nào? Vì sao lại liên quan đến ngài? Cô ta là vị cô kiếp trước tu hành với tôi, đầu thai thành cô ấy. Vị cô đó tên là gì? Dụ rắc xa qua đi. Nếu vị cô xa qua đi ở đây, vậy mọi người đang thờ là ai? Nếu như ngài ấy đã đầu thai được rồi. Vị cô có rất nhiều bản mệnh, không phải chỉ duy nhất một vị. Vậy Sa Qua Đi này là bản mệnh nào? Lái Lâm. Lái Lâm sao? Lái Lâm là thuộc trường phái nào? Vị cô đi rồi. Bây giờ kể lại những việc thật sự đã xảy ra nhé. Cô thỉnh về và thờ cúng vị cô Lát Sa Mi là không sai nhé. Cô có thỉnh về và thờ cúng hay nghe theo lời vị thầy bói đó cũng không sai nhé. Nhưng đừng có nghĩ thỉnh về nó là của mình. Cuối cùng rồi, tự mình làm mình thành người mang tội nghiệp. Vì nãy giờ tôi nói chuyện, người đó không phải là vị cô Lát Sa Mi. Thổ thần và các vị cô cậu bề trên có hiện về là để giúp chúng sinh. Nếu như nghĩ mình đốt các vị đó đi thì sẽ bị trừng phạt là hoàn toàn sai nhé. Không có điều đó. Chỉ có một điều duy nhất. Thổ thần, các vị cô cậu xuống trần gian để giúp đỡ chúng sinh. Việc có người không tôn kính các vị đó, họ không nhất thiết phải trách móc hay hờn dỗi một ai cả. Điều đó là không đúng. Nên mọi chuyện cô nói ra đều không liên quan nhé.
mọi việc đến từ cô. Cô đang suy nghĩ gì? Thâm tâm cô chứa đầy những việc đau khổ. Cô thường khóc thầm một mình. Cô là người có cuộc sống cô đơn, là một người cô độc không có ai chia sẻ với cô cả. Từ khi còn bé, cô đã chịu đựng chuyện gì khiến cô đau lòng không? Cô kê là người hay tự dằn vặt chính mình? Khi xảy ra những chuyện đau lòng, cô thường chỉ có một mình. Từ chính con số nhà của cô, tôi thấy cô có một tuổi thơ đầy rẫy những chuyện đau lòng và bất hạnh. Đúng vậy. Nếu gọi đó là bất hạnh thì cũng không phải, cũng chỉ là hơi chạnh lòng vì mẹ yêu thương em út hơn mình. Thương nhiều hơn? Đúng vậy. Chạnh lòng vì là con cả, nên lúc nào cũng phải làm nhiều hơn em cô, phải không? Vâng. Người không làm gì cả thì được yêu thương, còn người làm mọi thứ lại không có tình thương. Kiểu là cô làm mọi thứ, nhưng tại sao mọi người lại không nhìn nhận? Đúng vậy. Nên cảm thấy chạnh lòng. Trong thâm tâm tôi nghĩ là mọi việc tôi làm mọi người đều cho là sai. Cô có làm hay nói gì đi chăng nữa? Đúng vậy. Thì mọi người luôn nhìn nhận cô là người sai, đúng không? Mọi chuyện đều là em sai. Vì sao cô phải chấp nhận như vậy? Chỉ là không muốn sự việc phiền toái hơn nữa. Như vậy sao? Muốn kết thúc nhanh chóng, vậy mọi chuyện có kết thúc không? Mọi người đều hài lòng với kết quả như vậy. Kết thúc như thế nào được khi chính cô phải chịu đau khổ một mình? Như vậy thì cô làm gì? Tự trách móc mình. Đúng vậy. Hành hạ chính mình. Chỉ chạnh lòng. Cô có bộc bạch với ai không hay chỉ nói trước tượng Phật? Có một bức tượng Phật riêng để cô tâm sự phải không? Cô hãy trở về cuộc sống bình thường của mình đi. Đừng chịu đựng nữa. Nếu cứ như vậy tôi cũng không giúp được cho cô. Ở trong những con số có số 4 nghĩa là cô thường nghĩ đến việc tự tử. Hiện tôi thấy có một suy nghĩ là nếu không có cô thì có lẽ là mọi người sẽ thoải mái hơn. Trước đây tôi thường nghĩ tôi rất hay suy nghĩ về những chuyện tiêu cực. Có khi chết đi thì sẽ tốt hơn, mọi người sẽ thoải mái hơn. Khi việc kinh doanh không tốt, mọi người thường hay mắng, chửi rủa cô ấy. Làm gì mà kinh doanh thất bại như vậy? Không có người nào đến để giải bày hay tâm sự với cô ấy, chỉ trách móc, không ai chia sẻ hay nghĩ cách giúp đỡ, mà cứ trách móc rồi đổ lỗi. Vì vậy cô chỉ có một cách duy nhất là tâm sự với vị cô Lát Sami. Ngài là hiện thân của sự may mắn và thành công. Ngài là người cô tâm sự nỗi lòng của cô. Điều đó là việc tốt đó, nhưng đừng đổ dồn tất cả vào ngài ấy. Nhà cô kê có vật linh thiêng nào được truyền lại từ đời trước không? Nó giống như là bức tượng hay vật điêu khắc nào đó. Ở số nhà 114/278, tôi đang nghĩ là ở ngôi nhà này có một vật rất thiêng, bằng gỗ hay điêu khắc, được để lại từ đời trước. Nếu có thì việc này rất tốt nhé. Cần phải thờ cúng và hành lễ một cách thành tâm. Có không? Vật được truyền từ thế hệ trước. Có ạ. Đúng vậy. Là cái gì? Là, họ thường gọi là, đó là một gốc cây. Được điêu khắc như thế nào? Giống như là, là một vị thần rắn. Nhận được như thế nào? Đến từ miền Nam. Miền Nam? Là ai đem đến cho, hay là gặp như thế nào mà đem về nhà? Là đồ cổ ở trong nhà của một người bà con biếu làm quà. Biếu làm quà cho cô? Đúng vậy. Tượng này là cổ vật nhé. Nếu tôi không nhầm, đây là linh vật bảo vệ những người trong gia đình, nhưng mà cần phải thờ cúng và hành lễ cho tốt. Nhưng cái cô lấy về, tôi không biết đây là tặng hay là họ không cần nữa nên tặng. Đây là vật của riêng người bà con này, rồi đem tặng cho gia đình. Đó là một bộ rễ cây ngâm trong nước. Vâng. Và ngâm lâu ngày, cứng như ngọc. Vâng. Không bị mục. Rồi đưa về thờ cúng như vật quý hiếm, đưa về cho nhà em. Họ có nói là khi thờ phải kèm theo một ly nước nhé, nhớ để thêm một ly nước nhé. Nhưng giờ không có ai bỏ cả, bên cạnh luôn có một cái bình lớn để nước. Hãy coi nó là một vật thờ cúng thì phải chăm sóc và thờ đó nhé. Chương trình Người và Ma luôn cầu mong cho cô kê vượt qua những khó khăn và vực dậy công việc kinh doanh. Hãy sống một cuộc sống cho bản thân yên bình và tốt đẹp. Cầu cho cuộc sống cô ấy mọi thứ trở lại bình thường.